Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì theo như mọi người đã biết thì mấy ngày nay Ngọc đang ở Chicago. Hôm nay lại là một ngày trời rất là lạnh các bạn, ở ngoài trời cũng có tuyết nữa. Là sáng nay dậy cũng chưa biết làm gì hết. Hôm qua thì mọi người đã xem cái video clip hôm qua rồi, gia đình đi shopping ăn uống. Hôm nay nói chứ chưa biết chứ Ngọc cũng có công việc để Ngọc làm, phải đi gặp một cái người đối tác ở Chicago của Ngọc. Rồi nói chung là cũng về nhà sinh hoạt rồi nhận order rồi kia, cả gia đình sinh hoạt với nhau thôi. Nhưng mà hôm nay Ngọc muốn nói cho các bạn cái con số cuối cùng mà tiền ở Việt Nam rồi tiền ở Mỹ là quy ra được bao nhiêu. Tại vì hiện tại anh Bảo với ba với mẹ Ngọc đang bị dính cái cơn bão của ngoài ở ngoài Đà Nẵng á, bay ra ngoài Đà Nẵng ngày hôm ngày ngày hôm sau là có bão liền, bão siêu lớn luôn mọi người. Nên hiện tại tất cả mọi công tác chưa có thể làm được gì hết, phải ngồi đó chờ bão lắng xuống mình mới đi được. Thì tổng cộng cái số tiền anh Bảo ghi ra cho Ngọc đó, đây là anh Bảo nhận được 1.100 đô Mỹ, 350 đô Úc, 150 đô Canada, và tiền mặt vô tài khoản ngân hàng của anh Bảo là 187.379.000 là của anh Bảo nha mọi người. Rồi cộng thêm 100 triệu của gia đình Ngọc nữa. Rồi á hả, cái tiền 1.100 đô Mỹ á, ảnh quy ra là được 25.597.000. 350 đô Úc á, thì quy qua là 5.873.000. 150 đô Canada là quy ra được 2.686.000. Tổng cộng cái số tiền mà anh Bảo nhận được sau khi quy ra tất cả mọi thứ là 221.535.000, là ảnh làm cho chẳng luôn đó. Có bao nhiêu thiếu dư dư thiếu gì là ảnh làm cho chẳng luôn. Rồi á, cộng thêm 100 triệu của Ngọc nữa là 321.535.000 đồng. Rồi á, cái số tiền ở bên Mỹ của Ngọc á, là 55.542 đô á, thì quy ra tiền Việt Nam á, là được 1.292.464.000. Thì để cộng vô chung với lại cái mà 321.535.000 á, thì tổng cộng là 1.614.067.000 đồng. Đó, có con số cuối cùng đó là 1.614.067.000, thì thôi cho thành 1.620.000 luôn. Đó là chứ còn mà còn 1.614.000 gì nữa, mất công quá, 1.620.000 luôn. Rồi vậy là cái cuối cùng là cái con số mà của Hoya Family quyên góp được, vận động được tất cả mọi người là 1.620.000 nha mọi người nha. Bảy, 1 tỷ, phải đọc là 1.620.000 không ta? 1.6 triệu. 1.620.000. 1.600.020.000. Ok. Một số cái khó đọc quá. Số Việt Nam. No no. 1.620.067.000. Ok. Đô no đọc như vậy mới đúng. Đúng rồi. 1.1620 mà là phải là 1.620.000. Các bạn ơi, lâu lắm rồi, 8 năm rồi không có đọc lại những cái con số của Việt Nam này các bạn, nên là không có đọc được suông hết. Nhưng mà các bạn nhớ nha, 1.620 là phải là 1.620.000 đúng không? Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, đã rất là tích cực trong cái ủng hộ đồng bào miền Trung của mình trong lần này nha. Cảm ơn sự tin tưởng, sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho gia đình Ngọc. Mà hiện tại bây giờ ba mẹ với anh Bảo, là ai mà chưa coi cái kênh anh Bảo á, muốn coi theo cái hành trình của anh Bảo đang ở miền Trung á, thì lên kênh YouTube Huỳnh Trí Bảo để có thể xem cái hành trình đi xe lửa đi ra ngoài đó. Rồi tất cả những cái video clip anh Bảo sẽ phát từ thiện, phát cái gì cho đồng bào miền Trung mình sẽ như thế nào, thì hãy đón xem ở kênh YouTube Huỳnh Trí Bảo. Còn không á, là Ngọc sẽ nói anh Bảo á, quay cái gì á, cắt rồi cái gửi qua cho Ngọc một khúc để Ngọc đăng lên cái kèm vô cái video này để cho mọi người cùng theo dõi, cho mọi người biết về cái số tiền đó nó đang đi về đâu nha mọi người nha. Đó, thì buổi sáng này chỉ muốn nói chút xíu vậy với mọi người thôi. Cảm ơn mọi người. Bắt đầu bây giờ, bắt đầu một ngày mới. Biết làm gì không? Đang hâm cái nồi bún lẩu lẩu bún của Tiếm Năm làm hôm qua đó để ăn sáng. Xong rồi là bắt đầu một ngày mới, là Ngọc lên Ngọc thay đồ rồi đi công việc, rồi để chay ở nhà với lại ông Lũ với bà Nhung để cho giữ giùm để Ngọc, tại Ngọc đi công việc mà. Đó, vậy thôi đó. Đây, chú Lũ của chúng ta là đang phát đồ nè các bạn. Tại vì chú Lũ là với cô Nhung là bán đông trùng hạ thảo với lại nấm linh chi đỏ với lại collagen á. Thì còn Thím Năm thì bán sa tế, mắm ruốc với lại cái nước mắm kẹo mà để kho thịt á. Nên là sáng nào cũng phải là làm như vậy hết để phát đồ vô cho tất cả mọi người đó. Cho con mượn coi cái hộp đông trùng hạ thảo chú Lũ. Đây, cái hộp đông trùng hạ thảo đó các bạn, 120 viên nha các bạn, được làm tại Nhật luôn.
120 viên một hộp này là 75 đô, bây giờ đang có cái khuyến mãi là mua 2 tặng 1, là cũng như là 150 đô á, là mua 2 hộp được tặng 1 hộp đông trùng hạ thảo nha. Rồi mà còn mà cái nấm linh chi đỏ nữa, cái nấm linh chi đỏ đâu ta, đây đây là nấm linh chi đỏ, đây cũng làm tại Nhật luôn nha các bạn. Nấm linh chi đỏ cũng mua 2 tặng 1, 95 đô cho một chai, mua 2 tặng 1 luôn nha mọi người. Còn sa tế, đây sa tế của cô Năm á là 20 đồng, đây sa tế cô Năm nè 20 đồng một hũ nè. Rồi cái mắm ruốc của cô Năm cũng vậy, 20 đồng một hũ luôn. Rồi mà còn cái nước mắm keo kẹo hình như 25 đồng một hũ thì phải. Đúng rồi, keo kẹo 25. Nước mắm keo kẹo để kho cá, để ăn uống đồ này kia. Hành phi ngon lắm. À, có hành phi nữa hả? Đây trong cái hộp này có hành phi đây. Đó, hành phi này là cũng 20 đồng một hộp, cô Năm làm luôn nha mọi người nha. Đó, cứ đem. Hành phi ngon lắm. Hành phi ngon. Con cho gì tiền này con về con đem mấy hộp về với hành vi nhà con gần con hết rồi. Con để trong tủ lạnh cả năm luôn. Đúng rồi, xài lâu lắm chứ Lũ. Đây mỗi năm làm rồi, mình không cực quá mà mỗi năm làm cực quá ha. Rồi chú Lũ cùng Nhung ăn đó. Rồi đó con cũng biết. Bà con chưa có ăn hành phi, con là mắm ruốc thì nào giờ con chưa có thử nên là con cũng mà lại con mà nói gì mà hả? Cầm cầm gì được không ba? Rồi cầm cầm nó cũng hơi khó đó nha chú Lũ nha. Cầm cầm nó cũng hơi khó đó. Để cho cô chú coi cục vàng. Cục vàng đâu rồi ta? Ui cha, cái cục vàng. Cục vàng. Trường bà. Nè các bạn. Đây nè các bạn ơi, đây là cái tô lẩu bún hôm qua nè, có cá nè, có thay quay đó, sáng mình ăn vậy thôi. Vậy là ngon rồi chứ gì nữa. Chiều cái ăn cái khác, có thịt luộc nè, thịt đó quá đặc biệt luôn. Ăn xong tô này rồi, ở dưới đây Ngọc có bỏ rau muống, bỏ rau muống cho nó chín rau muống. Ăn tô này là xong rồi, bắt đầu một ngày mới luôn á. Thì bún mắm này mọi người ơi, chú Nhung một chút nữa con đi công việc, cô Nhung giữ chai giùm con nha. Đi đâu cũng đèo nó theo ngoài trời. Ở nhà với nhà với con Nhung ngoan lắm ha. Ăn miếng cá, ăn cá này hôm qua ngon ghê, một ngày. Wow. Bún mắm. Lần đầu tiên ăn được cái bún mắm mà nó không có mùi mắm nhiều. Có người thì thích ăn mùi mắm nhiều, mà có người thích thì nó có mùi mắm nhiều thì người ta cũng không thích. Nên là tùy à. Ngon. Mọi người ơi, thì đây là cái mà đường để đi vô đằng sau cái chỗ tiệm của chú Bình nè. Ồ, cái con đường này ngày xưa là mấy năm trước là ôi ngày nào con với cô Nhung à, con với lại Chánh chú Bình cũng đi ra cái này hả? Con đường đến trường luôn. Ôi, tới đây nó dằn quá nha cả nhà nha. Rồi đây nè, đây là cái phía sau để là parking nè. Lâu quá cũng không có đưa mọi người tới cái tiệm nail của chú Bình ha. Đây, ôi đây nè cô Nhung nè. Nguyên một cái pallet luôn. Nguyên một cái pallet luôn nè, 300 hộp nè. Rồi bây giờ xuống lấy hàng thôi. Cô lên trình tới rồi đây. Wow. À, 300 hộp cô lên trình này bao nhiêu cái yến, bao nhiêu cái bình thường? 200 yến, 100 bình thường. Còn ở bên cô Nhung thì cũng y vậy luôn. Cũng y vậy luôn. Rồi, nhưng... ok, vậy là hiện tại bên Cali này, Chicago này là mình có 200 cái yến. Cô lên trình nhận nước mà có yến và 100 cái là thường. Rồi, hàng về rồi, bây giờ mọi người mua nhanh tay đặt hàng nha. Nhanh tay nha cả nhà nha. Vô thăm tiệm nail chú Bình tí. Dạ, hello. Hello chị. Hello. Sáng giờ. Hi. Sáng giờ. Ôi, chú này chắc mưa thận qua sầu mới nè. Dạ con chào chú. Hello. Wow, thấy không? Hai em. Hai em. Hello dạ, chị. Chào cô. Dạ chào cô. Mỗi người góc hết trơn vậy nè. Rồi. Còn đang sớm với lại trời lạnh nữa nên hơi vắng hả? Hồi nãy cái anh đó có cái anh mà giao hàng có vô hỏi không vậy cô? Không á, tự động chị tự động luôn hết á. Thì nó chót quá. Ngoài em thấy cái thanh thanh ở ngoài. Dạ đúng rồi. Đó. Ok, chót rồi đó luôn. Tới chứ Hà hỏi Hà. Ủa, cái thùng đó. Cái thùng đó đằng sau đó chú Lũ, bây giờ mình nghiên cứu làm sao để mình vận chuyển vô nè. Mình nghĩ cho tới business nhanh hơn. Dạ, sao rồi chú Lũ nè.
giờ khui ra rồi bóc lên xe từng thùng thôi chứ sao giờ. Xô cho vậy là uống 20 hộp là không có xi dê đâu nha con Nhung. Quá đã luôn ha. Ok. Đợt này mình về là cả 600 hộp đây. Bên này một nửa, bên Cali một nửa. Có về được rồi đó. À, cái gì vậy? Để chú ấy cho Ngọc. Không, làm phụ làm cháy gì. Trời, cháu nó phụ của Nhung làm cameraman. Mọi người ơi, thì trên đường về á, ghé Starbucks để mua đồ về ăn uống. Ngọc đọc được một cái comment. Các bạn ơi, cái video clip hôm qua á, mà hỏi á, là Chay có thấy cái thẻ credit card của bà ngoại Năm đâu á, là hỏi con nó có thấy không thôi, chứ không phải là mình để đồ cho nó chơi, cho nó giấu rồi nó làm mất. Nên là mọi người nói tại vì con chiều Chay quá để Chay phá đồ của người khác. Hỏi làm bộ hỏi thấy con con nít á. Tại vì cuối cùng Thím Năm để là Thím Năm để ở trên cao. Rồi á hả, chỉ hỏi nó con có thấy của ngoại ở đâu, chứ không phải là con lấy rồi để đâu, con giục ở đâu nha mọi người nha. Nên là mọi người đừng có nghĩ là Ngọc lấy đồ rồi cho chơi cho phá đồ. Tại vì mọi người nói lần trước là thấy qua lấy đồ trang điểm của bà ngoại Năm chưa phá chơi, vậy không phải, bà ngoại Năm tự động đưa chứ không có ai mà để cưng cho nó cưng cháu rồi tự đưa cưng cháu rồi tự đưa nè, ngoại cho con này con chơi đi, chứ còn không có phải là để lấy đồ ra chơi phá vậy rồi các bạn. Ngọc đọc được cái comment Ngọc phải mở máy lên Ngọc nói liền ha. And then say some bagel. Yes. Đây là mua nè. À cái ly cà phê. Oh, we all set. Yep, you are. All right, thank you. Có mua 3 cái ly hot chocolate là Ngọc 1 ly, bé Ni 1 ly, rồi cho dì Tư á, dì Tư mà sắc xả hôm qua đó 1 ly, rồi 1 ly cà phê mà cái loại cà phê của Thím Phượng thích nhất, rồi 1 cái bagel cho Chay với lại 1 cái Pantene bagel cho chị Ni, tại vì hôm qua là lần đầu tiên chị Ni ăn Pantene bagel của Chay á, mà chị Ni rất là thích luôn, nên là chị Ni ngủ dậy để cho chị Ni uống cái này xong rồi chị Ni học bài. Còn cô Nhung thì cô Nhung không ăn gì đó. Cà phê Việt Nam. Cô Nhung thì chỉ cà phê Việt Nam thôi. Nên là chỉ có nhiêu đây thôi, bây giờ về nhà ăn uống thêm lần nữa rồi quay tiếp tục quay cho mọi người coi. Nên mà mọi người nhớ nha, không có mà cho Chay chơi kiểu đó đâu. Thí dụ như mà ông bà cô chú mà thương cháu á thì đưa ra cho nó chơi vậy thôi, chứ Ngọc không có để mà cho Chay là tự động vô con vô lấy đồ ngoại chơi đi, không biết, có đâu. Biết sao không, nhiều lúc có lâu ngày không gặp cháu nên chiều đúng, nên là chiều đó chứ không, nên là phải chiều là cưng đó, chứ không có gì hết, chứ rồi lại cháu lại bị la rồi mẹ cháu lại bị la phải không. Đừng có chiều đứng nghe chưa, đừng có chiều nữa. Chiều đúng mà con mệt đây con Nhung. Rồi, ok, bây giờ con về, bây giờ mình phải lui cái đầu xe vô ha. Dạ đúng rồi, dè cái đít xe vô để xuống hàng cho nó dễ. Chuẩn bị xuống hàng cả nhà ơi. Tí nữa. Đẹp chưa? Rồi. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Thon. Xin vô nữa hả? Không, cung cô đến vô cái chung không phát cái chỗ khác như đâu đến đây đâu. Thanh hả? Đó, bây giờ đó, xuống đi, xuống hàng đi. Đó, cả nhà, tha hồ collagen luôn. Bác gái, cà phê của bác gái đây. Đó. Mẹ trời ơi, kia vậy rồi, kia vậy rồi. Mẹ đây. Trời ơi, đúng đây. Uống cái này là ly hot chocolate gì đó. Đây, cô Năm đang tắt bật từ sáng giờ đây. Ôi. Ôi. Mẹ đi mẹ. Sáng giờ mẹ đi mẹ bỏ đồ ra. Mẹ có mua. Mẹ thấy đồ hả? Đồ trúc trục đàn đúng á. Trời ơi, đồ đẹp dữ vậy sao ơi. Đây mặc cái bộ đồ hồng này nó đẹp dữ rồi. Ê, hả không hả? Con hả? Ăn chip trời nay mặc cái bộ đồ hồng này nó đẹp dữ vậy nè. Cho tôi uống cà phê nóng, cà phê đá. Hả? Trời ơi, thì cái con biết cái bác gái có thích loại cà phê. Bây giờ uống hết chocolate đâu? Không, không. Chứ sao? Còn dư chân ly hết chocolate nè. Uống hay không? Cho nhiều ông đi.
thì cô mua ly cho con, ly cho con đi, ly cà phê cho bác gái, tại biết bác gái thích cái đó chứ, mà còn bây giờ trời nóng bác gái thích gì? Trời lạnh. Không, rồi trời lạnh là bác gái thích uống gì? Trời lạnh uống nóng. Mà uống cái gì nóng á? Nóng. Cà phê latte. Ủa cái đó, cái này đâu có làm nóng được bác gái. Có không? Có. Con chưa uống cái đó nóng bao giờ. À, đục đàn. Đục đàn ơi. Nè chị Giang, chào chào cô chú nha. Trời ơi, cô cột tóc rồi, rồi sạch sẽ con người. Con có nhớ mẹ không? Giỏi không mẹ Minh? Con nhớ mẹ không mẹ Minh? Trời, ôi trời ơi, tình cảm bên đây chưa? Đi xuống đây đi ra kêu ngoại hả? Ôi trời ơi, gọi ra đây nè, chạy vô. Ủa bà ngoại, cuối cùng bà ngoại kiếm được cái thẻ credit card của ngoại chưa? Ở đâu rồi? Ai biết? Trời ơi, rung ru hoài trời. Anh ngoại. Hả, anh ngoại hả? Hôm qua con với lại thiếp hỏi con chay á, nên là mọi người tưởng tưởng là con chay nó lấy. Chỉ hỏi thôi, hỏi cháu thôi, cháu thấy rồi. Nên là không được. Không nữa. Nhưng mà nó hung mẹ nữa. Em không chi đồ. Con hung chi đồ dính mặt mẹ luôn à. Cái thử cái nữa coi. Trời ơi. Rồi bậy không có liếm mặt mẹ. Liếm bậy à. Thôi giờ đi vô. Vô. Trời ơi nè. Rồi bây giờ vô nhà ăn bí đồ, bí đồ. Rồi Giang đâu rồi? Này Giang, gồ nè Giang. Để mày làm bagel với Giang. Đây nè cô chú ơi, cho cô chú là mà chưa biết bagel á. Đây, bagel. Chắc chắc cô chú coi chay chứ cũng biết bagel là gì rồi. Là cái bánh. Đó. Chay thích ăn này lắm cô chú. Còn cái này là cream cheese. Đó, ôi trời, chét hết cái hũ cream cheese, chay nó khoái ăn giống Ngọc. Ngọc ăn cái bagel là Ngọc thích chét hết cái hũ cream cheese lên. Ngọc thích rất là thích ăn cái kiểu này. Đó, chét hết vô nè cô chú. Vậy là ăn thôi đó. Là ăn xong cái này là thấy là no tới chiều chưa? No tới chiều luôn á. Đó, bỏ vô đây. Chét hết cái cream cheese luôn. Starbucks bán cái này rất là ngon luôn mọi người. Còn chị Ni á, thì ăn Pantene bagel. Để lem đem vô cho chị Ni. Rồi, ôi cha ơi, ngon quá Vàng ơi. Vàng ơi Vàng. Đây nè Vàng ơi. Vàng ăn bagel. Con cảm ơn mẹ. Trời ơi, mới mua cái em này nè, có được không? Hôm qua có cái cô kia, cô nói hả, con của cô ngày xưa cũng đi vô cái Builder Bear này mà không bao giờ mà dưới 100 đô hết. Cái con Builder Bear này nè. Vô mua quần, mua áo, mua đồ. Chay là chỉ mới có bắt đầu thôi đó cô. Trời ơi, thơm không con? Dạ. Trời ơi, bây giờ mày đem lên cho dì Ni ăn nha. Ăn đàng hoàng, cắn ăn đàng hoàng. Trời ơi, mặc cái bộ đồ thì ghét. Mua đồ mua đẹp ghê luôn á. Ăn đàng hoàng đi con, ăn cho no bụng đi. Cái này là hot chocolate với lại Pantene bagel cho dì Ni. Dì Ni đang học bài trên đó đó. Dì Ni ơi, dì Ni. Yeah, a hot chocolate and a Pantene bagel for you. Oh, thank you so much. You're welcome. Wow. Đó, học bài đó. Ngày nào cũng học từ sáng tới chiều không thấy mặt trời mặt trăng đâu hết. Yến đây. Đây, okay, đây là Trần Nhân Yến đây. Một hộp này là 10 chai nha các bạn, 129 đồng một chai. Mua một hộp, mua 2 tặng 1. Ai mà Năm ơi, uống liền miếng đi cho có chất làm có sức làm bác gái ơi, cho đỡ đau đầu gối, đỡ đau khớp rồi này kia. Còn đây giác là cái dạng thường nè. Ủa sáng sớm giấc rồi hả? Cái này là dạng thường nè, là 89 đồng một hộp 10 chai nè. Này biết sao không, cái trời đông đá nó lạnh lạnh luôn, mình khỏi cần bỏ tủ lạnh, để ở ngoài được. Quá đã luôn ha. Hai mình vô hả? Vô hai mình vô, chờ đợi cuối cùng vô. Cái vị của nó chua chua, nó ngọt ngọt. Mà cái kiểu của nó, cái kiểu của nó cái đặc của cái dạng mà của dầu cá đó, của tinh dầu của cá đó. Vậy rất là dễ uống. Cái nước của Yến là nó sạch sạch. Ừ. Nó sạch sạch của dầu cá đó, đúng rồi, cái chữ sạch sạch mới đúng. Một ngày một chai. Đối với cái lứa tuổi của Ngọc á thì là chỉ nên xài cái này thôi. Mà còn dạng Yến á thì cô chú anh chị nào mà 35-40 tuổi trở lên thì nên uống dạng Yến. Trời ơi cô chú ơi,
Con khoe cô chú em mới của con ơi. Em mới con Su, em mới con. Su lấy em mới của con à? Trời ơi, Su giành được chơi của chay. Nhưng mà con có share với Su không? Em đi con cho Su. À, con sẽ đi mua cái khác cho Su hả? Tiền đâu mua? Mẹ mua. Ủa, mẹ đâu có tiền. Mẹ dì Ni có tiền hả? Ờ, ủa dì Ni đi học không? Dì Ni làm gì có tiền? Ai có tiền? Dì Ni. Dì Ni có tiền hả? Dì Ni có tiền à? Không, mình dì Ni trả, hôm qua dì Ni trả tiền con này là dì Ni có tiền hả? Không ai có tiền hết đó cả nhà ơi. Cô chú ơi, không ai có tiền hết. Không ai có tiền hết. Để bà Nhung bắn không để Trần kiếm tiền mua rồi chơi chơi nha. À trời ơi, trời ơi, trời. Ô, ăn hết luôn mẹ ơi, ăn hết luôn. Ủa mà mẹ đi công việc về là phải làm gì? Phải chạy đây ôm mẹ. Giận mẹ luôn. Yeah. Hả? Trời ơi. Ở nhà hồi nãy giờ ở nhà có ai ăn hiếp không đó mẹ nghe coi. Ai ăn hiếp con? Có ai ăn hiếp chay không? Hay là chay có ăn hiếp ai không? Dì Ni stop nó. Ồ. Đang phá chảnh mà dì Ni đang chơi thì chảnh nó dì Ni stop. À, con đang phá mà dì Ni kêu con dừng lại không cho phá nữa hả? Rồi xuống mép bà Dung. Ừ. À, dì Ni stop con buồn dì Ni. Vậy hả? Nói vậy hả? Trời ơi, nói thiệt cái con buồn dì Ni, dì Ni stop con. Sao? Rồi. Thôi hỏi nó lại cho trả lời cho nghe. Sao? Con nói sao? Con nói sao? Dì Ni stop. Dì Ni nói stop hay nó dừng lại không được phá nữa hả? Yeah. Rồi con sao? Con buồn hả? Đây là mọi người, Ngọc với Benny bây giờ đang đi Target để mua một chút xíu đồ. Mua tưởng tính không có mua gì, cuối cùng mua quá trời nặng luôn. Ok, bây giờ đi ra tính tiền. Hồi nãy mới vừa đi pick up đồ ăn Thái các bạn. À, tối nay ăn đồ Thái. Nay bây giờ về. You ready to eat the Thai food? Yeah, it's not good in my car. Yeah, đồ để đồ ăn trong xe đói bụng quá trời luôn. Mới đi cho dẹp về nè cô chú. Cái gì là đi bồng là lên nha. Đúng rồi đó, bồng là lên đi bà. Mình ở dưới là la kìa năm kìa. La la ơi. La la. La 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 la. Đi mua cho nó đi mấy mớ đồ ngủ. Dạ, yeah, mùa đông tới rồi. Đồ ngủ nè, đồ ngủ là xa nè. Wow. À, cái này mẹ mặc không vừa. Ok này của con. Đúng rồi. Còn cái này á, cái này là đồ ngủ cho Christmas. Wow. Rồi cái này là mấy cái áo dễ thương ghê. Mấy áo này Target bán 8 đồng luôn. Dễ thương lắm, đồ Target ok lắm ạ. Target ok á, đẹp không? Trẻ trung. Trẻ trung. Trẻ trung chơi động. Đồ này đồ để đồ trẻ không ạ? Quá trời trời luôn, hôm qua mua cả đống rồi giờ mua quá trời nữa kìa. Mấy quần nữa. Không, nhưng mà phải mua đồ mùa đông cho em bận chung nha vậy. Oh my god. Cái bộ mới luôn. I think it's go with this. Oh. Oh my goodness, we left it. Bị gì vậy? Hồi nãy lấy có cái bộ đồ gì chị không biết tính sao tại nó hết $0 chứ bỏ lại. Oh my goodness. That's not fair. Ủa nó nguyên bộ với nhau mà. Nó hai bộ luôn. Mà nó bị đứt ra. Một set của nó là hai bộ. Một set nó hai bộ bị đứt ra. Rồi cái con tưởng là con lấy lộn của người ta nên con bỏ lại luôn. Khỏe luôn. Rồi xong. Khỏe luôn. Rồi còn cái này là mua đồ chơi cho chay này con. Ờ đúng rồi, mua cái nắp đó được á, tập gym cũng đồ được á. Này mua đồ chơi cho nó thích. Rồi đồ ăn cho nó thôi. Cậu có cái là cà phê là kìa. Trời làm bỏ lại bộ đồ có được đời không? Ai con có biết cái này gì không? Con có biết này gì không con? Kìa đang làm gì kìa, trời đang làm quay gì như vậy cho cô chú coi kìa, làm gì kìa. Không, mẹ mua con cái này, con biết là gì không? Cái này nếu mà con kéo thẳng ra nó là cái thước. Đúng rồi, đúng rồi, coi nè, mày đập nè. Đó. Unicorn, wow. Dễ thương quá vậy. Giỏi quá. Wow, đã quá. Con này có cái viết nè, cái viết này con viết nè. Mami, no. Thôi tự làm đi. Mệt nè. Mấy cái tăng đồ Thái, bắt gái cái tăng đồ Thái. Đây, con mua một mớ đồ Thái luôn. Yeah,
Đây là gà chiên. Đây là gỏi đu đủ. Đây là súp thơm dâm chua cay. Còn cái này là nó gọi là crispy rice salad. Okay. Còn cái này là miếng xào. Wow, quá trời món luôn. Còn nữa. Đây. Oh, I bought a pad thai too. I did. Có phần thái nữa. Có, chị có mua ba pad thai nữa. Rồi thêm một phần fried chicken nữa. Cơm. Wow, tối nay là cơm chiên thai gà thái với lại thái basil. Trời, con mua 4 phần cơm luôn á. Kính thưa các loại thái luôn ha. Rồi, chỉ là chị dữ phần... vậy, trời ơi trời. Cả gia đình 8 người ăn lần mà. Quá trời trời, được ăn luôn. Wow, đói bụng quá, ngon quá. Bây giờ dọn bàn lên thì mình ăn thôi. Yeah. Wow, nhìn hấp dẫn ha. Chỗ này con nói ngon lắm phải không? Con hay ăn chỗ này đúng không? Con với Thím rồi kia rất là hay ăn chỗ này. Cô Nhung thì chưa ăn bao giờ, để tối nay thưởng thức cái thái này coi. Rất là ngon luôn. Wow. Gà ngon. Ở đây là nói chung con ăn hết rồi, con chưa có ăn cái phép thái này với lại cái rồi, đồ xào thái này. Là của Ni đó. Ni thích phật thái lắm. Cái này mình hâm nóng lại. Cái này là giống như canh chua của Thái rồi. Oops. Rồi, ok. Đây người bỏ đây. Đó, gà bỏ đây. Bỏ đây. Ui trời, quá đã luôn ha. Ngon ha, nhìn gà đẹp ngon quá ha. Trời ơi, gà chiên hấp dẫn chưa? Ngon quá ha Ni hả? Grab ạ. Này gà, lấy dẻ bự chị Ngọc. Con chưa bật Thím có ăn cái thơm dầm của chỗ này chưa Thím? Hồi nãy con tới cái ông nói con nghe cái giọng của con nó Ni này cái mà Ni này cũng nói ừ đúng rồi cháu của bà Kim á. Nói bà Kim tao sẽ hai nha. Vậy hả? Bà Kim làm có tiệm nail ở Vinfast không á, được không rồi. Hay dữ vậy ta. Trời ơi, mối ruột, mối ruột. Trời, con hỏi một phần này bao nhiêu người ăn, ổng nói một phần này ba người ăn, vô đây ăn ba người. Con nói phải mua hai phần chứ làm sao. Dạ, đúng rồi. Thì mọi người ơi, cái video clip của hôm nay tới đây là xin kết thúc cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Bye bye. Ôi, nó biết tôi chuẩn bị đào cô chú lại, nó ôm tôi, nó chào bye bye cô chú rồi. Mới trục đàn của mẹ. Con có thương cô chú không? Con có thương cô chú không? Bị gì vậy? Bị gì vậy? Thôi hư giặt nó kỳ quá. Thôi bye bye cô chú nha. Biết sao, tại vì cái quần này cái quần mới đó nên mẹ phải cần cắt cái mạc ở đằng sau, hiểu không? Rồi bây giờ mày đi mày cắt cái mạc cho con nha. Ok.